Ngày 2 tháng 8, Tòa án Nhân dân quận 6 thành phố Hồ Chí Minh đã đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp về bồi thường thiệt hại do cơ quan tiến hành tố tụng gây ra trong hoạt động tố tụng hình sự giữa nguyên đơn là ông Trịnh Dân Cường, ngụ quận 6 và bị đơn là Viện Kiểm sát Nhân dân quận 6. Theo hồ sơ, vào tháng 2 năm 1985, ông Trịnh Dân Cường, ông Hồ Văn Được và ông Trần Đức Ẩn bị công an quận 6 bắt tạm giam vì nghi trộm vàng. Các quyết định tố tụng trên đều được Viện Kiểm sát Nhân dân quận 6 phê chuẩn. Quá trình điều tra, ông Được tự tử tại buồng giam. Ngày 19 tháng 9 năm 1985, ông Ẩn được trả tự do. Một năm sau thì mất. Ông Cường bị đưa đi cải tạo khi chưa có quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân quận 6. Đến ngày 3 tháng 12 năm 1986, ông Cường được trả tự do với lý do không liên quan đến vụ trộm tiệm vàng. Năm 1990, Tòa án Nhân dân tối cao xử phúc thẩm đã bác kháng cáo y án phạt tù, án cảnh cáo các cán bộ lãnh đạo công an và Viện Kiểm sát Nhân dân quận 6 đã gây ra nỗi oan ức cho ông Cường, ông Được và ông Ẩn. Tháng 1 năm 2023, ông Cường nộp đơn khởi kiện Viện Kiểm sát Nhân dân quận 6 yêu cầu xin lỗi công khai và bồi thường 6,8 tỷ đồng. Tại buổi hòa giải và công khai chứng cứ ngày 9 tháng 6, ông Cường giữ nguyên yêu cầu khởi kiện. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát Nhân dân quận 6 cho rằng đề nghị của ông Cường đã hết thời hiệu giải quyết nên không chấp nhận yêu cầu bồi thường oan sai của ông Cường. Ngày 2 tháng 8, Công an huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa bắt giữ Hồ Văn Long, 42 tuổi và Hồ Văn Lũ, 35 tuổi, cùng trú xã Trà Linh, huyện Nam Trà My để điều tra hành vi trộm cắp số lượng lớn sâm ngọc linh. Theo điều tra, khoảng giữa tháng 6 năm 2023, Long và Lũ đã nhiều lần đột nhập vào vườn trồng sâm ngọc linh của trạm dược liệu tỉnh Quảng Nam thuộc thôn 2 xã Trà Linh. Tại đây, hai đối tượng trộm 120 gốc sâm ngọc linh có độ tuổi từ 1 đến 5 năm tuổi, trị giá hơn 110 triệu đồng. Trong đó, Long trộm 73 gốc sâm, Lũ trộm 48 gốc sâm. Qua làm việc, công an đã thu giữ được 79 gốc sâm. Đối với 42 gốc sâm còn lại, hai đối tượng đã bán lấy tiền tiêu xài. Được biết, Lũ đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản. Chiều ngày 2 tháng 8, ông Phạm Thanh Ba, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam thông tin, vào khoảng 15 giờ 10 phút, một nam công nhân khoảng 35 tuổi, quê ở tỉnh Đắk Lắk, đang hàn lan can bảo vệ cầu Tân An tại phố Bình An, thị trấn Tân Bình, thì bất ngờ lan can cây cầu bị đổ, khiến công nhân bị rơi xuống đất theo, tử vong tại chỗ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Tân Bình cho biết, công trình sửa chữa cầu Tân An thuộc dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14E, đoạn km 15+270 đến km 89+700, tỉnh Quảng Nam, do Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án 4 quản lý dự án. Chiều ngày 2 tháng 8, ông Đỗ Tấn Sương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa họp với Sở Giao thông Vận tải và ngành chức năng để đánh giá nguyên nhân mức độ sụt lún đường Hồ Chí Minh, đoạn qua phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa để có giải pháp khắc phục. Trước đó, do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày tại khu vực trên xuất hiện nhiều vệt nứt dài hơn 10 mét, ngay sau đó xuất hiện sạt lở tại khu vực làm hư hỏng tài sản của người dân. Ông Sương cho biết thêm, sau khi phát hiện sự việc, ngành chức năng đã di dời 16 người dân tại khu vực đến nơi an toàn, phân luồng giao thông, hạn chế người và phương tiện đi vào và chờ theo dõi. Liên quan đến vụ 11 trẻ bị ngộ độc do ăn quả hồng châu xảy ra tại huyện Đồng Văn, theo Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Quốc Dũng, mặc dù được điều trị tích cực, nhưng vì nhiễm độc quá nặng nên khoảng gần 20 giờ ngày 1 tháng 8, cháu M, 9 tuổi, ở thôn Chua Só, xã Tả Lũng, huyện Đồng Văn đã tử vong. Cũng trong chiều tối ngày 1 tháng 8, sau khi hội chẩn, bệnh viện đã chuyển 3 cháu về Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang đang điều trị cho 3 cháu gồm Giàng Thị Mỹ, 12 tuổi, Lầu Mí Nô, 7 tuổi, cùng ở thôn Hồng Ngài, xã Lũng Táo, và Sùng Thị Mái, 7 tuổi, ở thôn Chua Só, xã Tả Lũng, huyện Đồng Văn. Bác sĩ Nguyễn Quốc Dũng cho biết, 3 cháu vào viện trong tình trạng rối loạn chuyển hóa lúc mơ lúc tỉnh, hô hấp kém, đau đầu, đau bụng, tổn thương thị giác. Hiện tình trạng của các cháu đã tạm thời ổn định, tỉnh táo, thị giác được cải thiện.
Trước đó, liên tiếp trong hai ngày 31 tháng 7 và ngày 1 tháng 8, Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đã tiếp nhận 11 trẻ, độ tuổi từ 3 đến 12 tuổi, bị ngộ độc do ăn quả hồng châu. Theo gia đình nạn nhân, các cháu đi cắt cỏ cho gia súc, rồi rủ nhau hái quả hồng châu ăn. Sau khi ăn thì bắt đầu có triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, đau bụng, buồn nôn. Hồng châu mọc ở khu vực núi đá thuộc dạng cây leo. Hồng châu tròn, to gần bằng quả trứng gà. Khi chín, quả có màu tím và thường chín rộ từ tháng 6 đến tháng 8. Hồng châu là loại quả rất độc. Khi ăn phải sẽ bị suy hô hấp, trụy tim mạch dẫn đến tử vong. Chiều ngày 2 tháng 8, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho biết đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ xà lan tông sập nhà bè và lồng bè nuôi cá trên sông Hậu, đoạn qua ấp Mỹ An 1, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, An Giang. Trước đó, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 2 tháng 8, ông Nguyễn Văn Cường, 36 tuổi, trú xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, An Giang, điều khiển xà lan di chuyển trên sông Hậu. Khi đến khu vực trên, xà lan bất ngờ tông vào một nhà bè và hai lồng bè nuôi cá trên sông của ông Đặng Thiện Phúc, 45 tuổi, trú tại xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, thiệt hại ước tính gần 1 tỷ đồng. Làm việc với cơ quan công an, ông Cường thừa nhận không có giấy chứng nhận điều khiển phương tiện thủy và có sử dụng rượu trước khi điều khiển phương tiện.